Phút 69, Bernardo Silva rời sân nhường chỗ cho cỗ máy sáng tạo của Manchester City. Thứ vũ khí đã bị ngủ quên quá lâu rồi. Nhà sáng tạo số 1 ngoại hạng Anh mang tên Kevin De Bruyne. Trên sân, các cổ động viên của The Citizen vỗ tay nhiệt liệt. Trước tiên có lẽ là chào mừng người hùng của họ đã quay trở lại sân khấu đã làm nên tên tuổi của anh, chính là ngoại hạng Anh. Sau là để kỳ vọng rằng tuyển thủ người Bỉ sẽ tạo nên sự khác biệt cho trận đấu này. Vừa vào sân, Kevin De Bruyne đã nhận trọng trách đá phạt ở khoảng cách 20m đến khung thành của thủ môn Newcastle. Và dù pha sút phạt của De Bruyne bóng không vượt qua được hàng rào, thế nhưng nó cũng đã bắt đầu một tình huống nguy hiểm mà suýt nữa thì Alvarez đã có bàn thắng gỡ hòa sớm. Thế nhưng có lẽ ông trời chưa muốn cho tuyển thủ người Argentina ghi bàn lúc đó, bởi lẽ dường như ông đang muốn dành vị trí hào quang sân khấu cho một nhân vật khác, đó chính là Kevin De Bruyne. Nhưng có lẽ các cổ động viên Manchester City cũng không phải chờ đợi quá lâu. Chỉ cần 5 phút là đủ để khiến cục diện trận đấu thay đổi. Từ một tình huống bóng tưởng chừng như không quá nguy hiểm, sau một vài nhịp cầm bóng, De Bruyne đã tung ra một cú sút xa. Tuy lực đi không mạnh, nhưng quỹ đạo bay là cực kỳ hiểm hóc, đánh bại thủ thành Dubravka. Bóng đi qua hai chân Fabian Schär khiến cho người gác đền từng có thời gian chơi cho MU bất lực. Nhưng show diễn của De Bruyne chưa kết thúc tại đó. Phút 90+1, từ giữa sân, tuyển thủ người Bỉ bất ngờ tung một đường truyền sắc lẹm mà có lẽ chỉ Kevin De Bruyne mới có thể truyền được như thế. Bóng đến chân Oscar Bob, một cú vê gầm vượt qua cả thủ môn trước khi ấn định tỷ số 3-2 cho Man City. Với kiến tạo này, ngôi sao người Bỉ cũng chính thức vượt qua đàn anh Frank Lampard, người có 102 kiến tạo thành bàn trong lịch sử Premier League. Số kiến tạo của De Bruyne hiện ngang bằng với thành tích của Wayne Rooney, 103 lần. Hiện người có số kiến tạo nhiều nhất mọi thời đại ngoại hạng Anh vẫn là Ryan Giggs với 162 kiến tạo. Thứ hai là Cesc Fabregas, 111 kiến tạo. Không phải nói chuyện gở, nhưng có lẽ quãng 5 tháng chấn thương vừa qua là một quãng nghỉ cần thiết của De Bruyne sau những 5 tháng liên tục chơi bóng. Tiền vệ người Bỉ chia sẻ về khoảng thời gian xa bóng đá vừa qua: "Tôi không cần nghỉ ngơi, nhưng rõ ràng tôi đã tận dụng chấn thương để biến bất lợi thành lợi thế. Khi tôi nhìn lại sự nghiệp của mình, thi đấu không ngừng nghỉ trong 10 năm qua với mọi khoảng thời gian nghỉ đều rất ngắn. Có lẽ chấn thương vừa qua giúp tôi thiết lập lại bản thân một chút. Theo cách nào đó tôi đã chăm sóc bản thân hơn sau rất nhiều năm không thể thực hiện được. Tôi cảm thấy rất sung sức, nhưng tôi cần phải làm việc chăm chỉ vì rõ ràng tôi cần phải tiến bộ sau một quãng nghỉ rất dài." Nghỉ ngơi không có nghĩa là De Bruyne không quan tâm đến tình hình đội bóng. Mới đây, Nathan Ake đã tiết lộ, trước khi dự FIFA Club World Cup, nhóm đội trưởng của Man City gồm Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Ruben Dias, Rodri và Bernardo Silva đã triệu tập một cuộc họp nội bộ để nói về phong độ tồi tệ của đội bóng thời gian đầu mùa giải. Phong thái độ sau mỗi trận thua hoặc hòa của các cầu thủ đều tỏ ra rất cay cú và khó chịu. Trong cuộc họp, từng thành viên thẳng thắn đưa ra ý kiến của bản thân trên tinh thần không trách móc và đổ lỗi cho bất kỳ ai. Cuộc họp nội bộ cầu thủ được chủ trì bởi nhóm đội trưởng, không có ban huấn luyện và boss. Trong suốt cuộc họp, mọi người đã trao đổi đủ thứ vấn đề và đưa ra các phương án để cải thiện thành tích thi đấu. Trong một cuộc phỏng vấn gần nhất, Jurgen Klopp đã chia sẻ về tình trạng của Liverpool một cách khá khiêm tốn, dù rằng The Kop xứng đáng đứng top 1 bảng xếp hạng. Ngoài vị trí tạm thời ở top 1 thì Liverpool chưa có gì cả, mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Có ai mà nhớ đội xếp nhất trong tháng 1 đâu cơ chứ? Man City còn ở đó, Arsenal còn ở đó, Tottenham đã quay lại. Với Man City, De Bruyne dục dịch tái xuất. Cả ngoại hạng Anh sẽ phải run rẩy vì sự trở lại của cậu ấy. Vậy thì Eddie Howe, bài tướng trực tiếp của De Bruyne thì nghĩ gì? Ông đã phải ngả mũ. Bạn hy vọng De Bruyne chưa thể bắt kịp trở lại và còn trục trặc. Nhưng không, cậu ấy có một pha dọt bóng quá tốt. Chúng tôi đối phó với những tình huống đó rất tốt, nhưng với bàn thắng của De Bruyne thì không. Còn pha kiến tạo cuối trận thì thật ức chế. Chỉ có 3 phút bù giờ và chúng tôi ngỡ rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Về chuyện Newcastle đã thua 4 trận liên tiếp ở Premier League, Eddie Howe nói về điều này: "Chúng tôi chỉ cần tiếp tục thi đấu với phong độ như hôm nay. Không có điều gì sai sót quá nhiều với màn trình diễn của chúng tôi. Các bạn có thể thấy hôm nay chúng tôi là một đội bóng hàng đầu." Có thể thấy rằng hàm ý của Eddie Howe rất rõ. Newcastle đã chơi tốt và chỉ để chịu thua trước một Kevin De Bruyne quá xuất sắc mà thôi. Kevin De Bruyne trở lại và ngay lập tức trình diễn thứ đẳng cấp vốn có. Tất cả những cổ động viên của Man City trở nên tự tin hơn về khả năng vô địch, hoặc thậm chí có thể tái lập lại cú ăn ba sau một năm chứ chẳng đùa. Trên mạng xã hội Twitter, muôn vàn lời khen dành cho tiền vệ người Bỉ để nói về đẳng cấp của anh sau một khoảng thời gian dài rời xa bóng đá vì chấn thương. Một người hâm mộ hào hứng chia sẻ: "Với sự trở lại của Kevin De Bruyne, tôi thực sự chẳng tin đội nào có thể giành chiến thắng." Một người khác nhận định: "Một huyền thoại thực sự, cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Premier League." Đến cả huấn luyện viên Pep Guardiola cũng không giấu nổi sự phấn khích trước những màn trình diễn đẳng cấp của học trò. Chất lượng thi đấu và tầm nhìn của De Bruyne ở cuối sân đối phương là những phẩm chất phi chiến thuật. Đó là tài năng thiên bẩm của cậu ấy. Về phía Man City, cách chúng tôi thi đấu không có gì thay đổi, kể cả khi có hay không De Bruyne trong đội hình. Nhưng để có thể giành chiến thắng, chúng tôi cần những cầu thủ như De Bruyne hay Erling Haaland.
Người nhận được pha kiến tạo để ghi bàn thắng đem về chiến thắng kịch tính cho Man City là Oscar Bob cũng phải thốt lên: "Tôi cảm ơn Kevin sau đó. Thực chất đó là điều duy nhất tôi có thể nói. Sự trở lại của Kevin De Bruyne rất đúng lúc và đúng thời điểm, bởi đây là giai đoạn vô cùng quan trọng của mùa giải. Sự hụt hơi của Arsenal hay những mất mát nhân sự của Liverpool sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để đoàn quân của Pep bứt lên giành về những lợi thế trên chặng đua vô địch." Trước khi tái xuất Premier League, tiền vệ người Bỉ đã góp mặt trong chiến thắng 5-0 của Man City ở vòng 3 FA Cup. Ngay khi vào sân, De Bruyne đã để lại dấu ấn trong pha kiến tạo để Doku ghi bàn ấn định tỷ số trận đấu. Tất nhiên, kiến tạo này vẫn thể hiện được những gì tinh túy nhất của tiền vệ đang thuộc biên chế Man City. Trang chủ của Premier League chia sẻ: "Đó là một khoảnh khắc đáng ngại với tất cả những đội còn lại ở Premier League. Quả tạt đó, sự sáng tạo độc đáo đó là thứ mà Man City đã thiếu kể từ đầu mùa." Trước trận với Newcastle, Kevin De Bruyne mới chỉ ra sân cho Man City đúng một lần kể từ đầu mùa giải. Trong 19 trận thiếu vắng tiền vệ người Bỉ, Man City chỉ giành được 40 điểm. Đây là lần thứ 3 họ có 40 điểm trở xuống kể từ khi Pep tiếp quản chiếc ghế nóng. Bất kể là còn những vấn đề khác thì sự vắng mặt của De Bruyne trong suốt giai đoạn lượt đi đã khiến đội chủ sân Etihad lao đảo. Phil Foden hay Julian Alvarez có thể là những lựa chọn thay thế phù hợp, nhưng thế là chưa đủ để lấp đầy khoảng trống mà tiền vệ người Bỉ để lại. Nếu so sánh thông số của Foden và Alvarez với De Bruyne ở mùa giải 2022-2023 là vấn đề sẽ ngay lập tức lộ ra. Số key pass mà hai cầu thủ trẻ tạo ra mỗi 90 phút chỉ lần lượt là 2,25 và 2,5. Trong khi đó, trung bình mỗi trận, De Bruyne tạo ra 3,57 đường truyền mang tính quyết định. Ngoài ra, tiền vệ người Bỉ cũng vượt trội hai đàn em ở những chỉ số khác. Sự sáng tạo và những đường truyền đột phá là những điều đi cùng với sự trở lại của De Bruyne. Trước những đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu, Man City cần sự khó đoán và sáng tạo để có thể ghi bàn. Hơn thế nữa, The Citizen cần một người có khả năng di chuyển tốt giữa các tuyến để tận dụng khoảng trống và khai thác sự xô lệch của hàng thủ đối phương. Tất nhiên, đó đều là những điều mà Pep có thể mong chờ ở tiền vệ người Bỉ. Một người khác trực tiếp hưởng lợi khi có sự góp mặt của De Bruyne chính là Erling Haaland. Mùa này, tỷ lệ ghi bàn của tiền đạo người Na Uy chỉ đạt mức 0,97 bàn mỗi trận. Nếu so với con số 1,17 ở mùa giải trước, thì đó là một sự đi xuống rõ rệt. Haaland mùa này gặp nhiều khó khăn với những hàng thủ số đông trong vòng cấm. Tiền đạo sinh năm 2000 chỉ ghi bàn trong 8 trận khác nhau và số bàn thắng đó thường là bàn thứ 2 hoặc thứ 3, khi mà trận đấu đã dễ hơn rất nhiều hoặc kết quả đã ngã ngũ. Trong 52 bàn thắng trên mọi đấu trường của Haaland mùa giải trước, có đến 13 bàn đến từ kiến tạo của De Bruyne. Người hâm mộ đang rất trông chờ công thức De Bruyne có bóng, Haaland chạy chỗ, ghi bàn, quay trở lại. Dù đã 32 tuổi và hay bị những chấn thương ghé thăm, nhưng Kevin De Bruyne vẫn là một sự khác biệt ở ngoại hạng Anh. Chỉ với một trận đấu, tiền vệ người Bỉ đã khiến những đội khác nơm nớp lo sợ. Khoảng cách với đội dẫn đầu chỉ là 2 điểm. Cùng với sự trở lại của De Bruyne, Man City đang cho cả Premier League thấy rằng cuộc đua vô địch bây giờ mới chính thức bắt đầu.